Con trai cả dành niềm vui bất ngờ cho Lê Phương trong ngày đầu đi học. Ngay ngày đầu đến lớp, Cà Pháo đã được chọn làm lớp phó học tập. Những câu chuyện nhỏ về con trai khiến Lê Phương cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Trên trang cá nhân của mình, Lê Phương mới đây chia sẻ ngày đầu tiên đến lớp của con trai sau khi lên Sài Gòn ở cùng mẹ và ba dượng Phạm Trung Kiên. Ngày đầu tiên anh hai đến lớp mới, trong lúc đợi ba mẹ là cứ ôm em hít hà, trước khi ra khỏi nhà còn dáng quay lại hôn em thêm cái nữa. Đến trường rất sớm, 6 giờ 45 phút, rồi xuống phòng ăn sáng mà vẫn đeo khẩu trang không rời. Chiều ba mẹ đón về, vừa vào cửa đã khoe với mẹ: "Con được làm lớp phó học tập đó mẹ à." Chà, vậy là phải học giỏi, cố gắng lên nhé, con trai yêu của ba mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ kèm hình ảnh Cà Pháo từ nhà đến trường. Cà Pháo là con trai của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Sau khi gia đình tan vỡ, cậu bé được mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do điều kiện chưa cho phép nên Lê Phương để con ở Trà Vinh nhờ bố mẹ chăm sóc. Khi Lê Phương kết hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên, cả hai đã ấp ủ dự định đưa con lên thành phố ở chung, song còn nhiều vướng bận nên chưa thực hiện được. Do không ở cùng nhưng vợ chồng nữ diễn viên luôn dành cho con sự quan tâm, thi thoảng cặp đôi đón Cà Pháo lên Sài Gòn chơi hay sắp xếp thời gian để về quê thăm nhóc tì. Hôm 25 tháng 7, Lê Phương cùng ông xã Trung Kiên về Trà Vinh để dự lễ tổng kết năm học và đón con lên thành phố Hồ Chí Minh sống cùng. Đến nay khi cuộc sống ổn định, Lê Phương cùng ông xã Phạm Trung Kiên đã đón con lên Sài Gòn để tiện chăm sóc. Hiện Cà Pháo vừa nhập học lớp 3 ở một trường lớn ở thành phố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.